tiểu sử hoàng tử sầu muộn Bolero Kha Thi. Ca sĩ Kha Thi sinh ngày 29 tháng 12 năm 1988 tại tỉnh Kiên Giang, nước Việt Nam. Hiện ca sĩ Kha Thi đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Kha Thi được sinh ra và lớn lên tại huyện Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây gắn liền với con nước lớn, con nước dòng của sông nước miền Tây. Chính điều đó như đã tạo nên một Kha Thi với chất giọng da diết và ngọt ngào. Sinh ra trong gia đình thuần nông nên cũng như bao đứa trẻ khác, Kha Thi trải qua cuộc sống cơ cực khi cùng cha mẹ mưu sinh ngoài đồng theo con nước. Từ nhỏ Kha Thi đã có niềm yêu thích ca hát, đặc biệt là dòng nhạc quê hương, dân ca và đặc biệt là dòng nhạc trữ tình bolero. Với Kha Thi được nghe và hát các ca khúc bolero như tiếp thêm một sức mạnh tinh thần. Ở đó Kha Thi được thổ lộ những tâm sự của mình một cách chân thật nhất. Theo Kha Thi, bolero không chỉ gắn liền với người dân miền Tây mà bolero còn giúp anh được giải bày tâm sự nỗi lòng của mình. Như được sẻ chia bớt phần nào khó khăn mà mình từng gặp trong cuộc sống này. Hơn hết, bolero còn cho Kha Thi cơ hội để cố gắng phấn đấu vượt lên trên hoàn cảnh sống của mình. Dù chưa từng bước ra từ cuộc thi ca hát nào nhưng Kha Thi vẫn có chỗ đứng trong lòng của khán giả. Có lẽ cơ duyên với dòng nhạc bolero đã giúp anh có chỗ đứng trên sân khấu. Khi các ca khúc do anh thể hiện có đến hàng chục nghìn, trăm nghìn lượt nghe trên các nền tảng xã hội. Các ca khúc của anh luôn được khán giả đánh giá cao bởi chất giọng riêng biệt mà không lẫn vào đâu được của Kha Thi đã minh chứng bằng tài năng và tình yêu bolero của mình. Kha Thi đã chạm đến trái tim của người hâm mộ. Hiện nay, trên trang Facebook cá nhân mang tên Kha Thi của anh có gần 10.000 lượt theo dõi. Còn trên nền tảng YouTube có trên 30.000 lượt đăng ký. Điều này càng khẳng định và tiếp thêm sức mạnh để Kha Thi nỗ lực hơn nữa để chinh phục con đường ca hát chuyên nghiệp. Thỏa sức với niềm đam mê âm nhạc ấp ủ bất lâu của anh. Mặc dù sự nổi tiếng của Kha Thi đến với anh khá muộn nhưng với Kha Thi anh rất trân trọng những tình cảm mà khán giả khắp nơi đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Kha Thi sẽ luôn cố gắng thể hiện giọng hát và trau dồi khả năng luyến láy cũng như thể hiện cảm xúc vào từng lời hát để không phụ lòng yêu mến của khán giả dành cho mình. Chúc Kha Thi sẽ thành công trên con đường sự nghiệp mà anh đã lựa chọn. Các ca khúc mà Kha Thi thể hiện thành công như Giàu Sang Có Nghĩa Gì Đâu, Tím Ruột Bầm Gan, Chuyến Đò Không Em, vân vân.